Trước đó ở tập 14, tại sao lại là Osuze? Osuze cực sốc và phẫn nộ khi phát hiện ra Jay chính là con gái của mình, đồng thời tỏ ra khinh thường những hành động xấu của Choi Tae-guk. Để đổi lấy bí mật về sự ra đời của Jay, Osuze yêu cầu quyền chăm sóc cô bé và đe dọa chủ tịch Choi bằng sự thật cái thai trong bụng bác Soyeon quá cố. Tuy nhiên, cuối tập phim, Jay đã bỏ nhà đi vì nghĩ mẹ hiện tại không còn thương mình nữa. Sau khi Osuze đi tìm Jay, an ủi cô bé và định cưu con về nhà thì Jay đã không may gặp tai nạn qua đời. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến tất cả các nhân vật đều vô cùng sốc. Mở đầu trailer của tập 15 là khung cảnh tang lễ đau thương của Jay. Vì cam kết giữ bí mật về sự ra đời của cô bé, Osuze không thể chịu tang mà chỉ đến với tư cách là khách. Vừa bước vào, Cho Joo-won đã trách Osuze rằng vì cô mà con gái họ mới ra đi như vậy. Tại đây, Osuze đã chạm mặt Choi Tae-guk. Ông ta cảnh báo, mực còn chưa kịp khô, nhưng tôi đã giữ lời thì cô cũng liệu mà giữ lời. Ám chỉ đến biên bản thỏa thuận mà họ đã ký kết. Ngoài ra, trong văn phòng của mình, Choi Tae-guk cũng hé lộ rằng hội đồng luật sư sẽ mở hội đồng kỷ luật Osuze. Mức độ kỷ luật là hủy bỏ tư cách luật sư, trục xuất khỏi ngành vĩnh viễn. Osuze dính vào nhiều lùm xùm vì các cáo buộc đã mua chuộc nhân chứng cho phiên tòa suốt thời gian qua. Tuy nhiên, trong ngày mở hội đồng kỷ luật, khi cung cấp thông tin cá nhân, luật sư Ho vẫn bình tĩnh, tự tin đáp. Tôi là Osuze, thành viên hội đồng luật sư Trung ương Seoul, hiện đang là luật sư thành viên của công ty luật TK tính cho đến thời điểm hiện tại. Mặt khác, ở một phân cảnh, Osuze được nhìn thấy không còn tỷ sức sống nào. Cô tự hỏi liệu sau tất cả mọi chuyện đã qua, mình có thể buông bỏ được không? Rồi quay lại nhìn khu nhà mình đang sống trước khi lên xe. Ông cha sau đó lo lắng đi tìm cô khắp nơi, nhưng thậm chí bản thân của Osuze cũng không biết cô đang ở đâu. Vẫn chưa biết Osuze bỏ đi trước hay sau phiên kỷ luật, tuy nhiên có thể nhận thấy cô đang rất tuyệt vọng. Liệu cô có thể buông bỏ tất cả mà sống hạnh phúc hay sẽ quyết định vạch mặt bà VVIP? Những cái ác đã gây nên kết cục như ngày hôm nay sẽ phải trả giá như thế nào? Hãy cùng chờ xem nhé!